Rồi, hello, xin chào anh em. Hôm nay tôi xin làm video để chia sẻ với các anh em là cách lắp bình ắc quy xe đạp điện. Số 1, số 2, số 3, số 4. Năm bình. Bình nhấp kia này nó có 5 bình. Có điện rồi là xe sẽ báo động lên là ok. Đấy, bình của xe rồi à. Đấy. Lắp xong rồi thì ra có cái bình điện tử. Đấy, ta để chế độ gọi là mức 200. Ta đo xem là điện đã ok chưa. Đấy, nhớ là dây que dương là ta đo vào cực bình của dương, và que âm là đo vào cực bình của đồng hồ là bằng âm. Đấy, như dòng xe này là 5 bình là nó lên là 62.5 là ok.
đấy, 62 vun phẩy 5 là ok, là 5 bình to đấy. Khi lắp xong rồi thì các bạn ổ khóa lên đấy, đi ra lên xem xe chạy chưa đấy. Bây giờ là xe là chạy, xe đã chạy là ok đấy. Đấy, trong quá trình là khi thay xong rồi đấy, toàn vít ga lên đấy. Xe đã chạy đấy. Xin chào anh em, vừa rồi là tôi xin làm một video để chia sẻ cùng anh em cách lắp từng cực bình ắc quy của xe đạp điện. Xin chào anh em. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.